Mang trang phục màu xanh, mời hai đô vào giữa thảm.
giật thứ nhất bắt đầu. Tạm dừng trận đấu. Tiếp tục trận đấu. Đứng dậy thi đấu ở tư thế đứng. Trọng tài nhắc hai vận động viên thi đấu tích cực hơn. Đỏ 2 điểm, thôi hết 1 điểm rồi. Mời hai đội đứng trên thảm để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 2 phút 29 giây với số điểm cách biệt 10-0. Đô mang trang phục màu đỏ thắng cuộc.